tạm giữ hình sự 3 người trong vụ sập tường ở Đồng Nai, 10 người chết. Đồng Tháp xuất hiện mẫu gia cầm dương tính cúm AH5N1 tại chợ. Cảnh báo tự chế trụ bia sử dụng, nhiều người tử vong. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp, đặc biệt là nắng nóng. Quý vị hãy luôn cẩn trọng bảo vệ sức khỏe bằng cách che chắn kỹ lưỡng và bổ sung dinh dưỡng quý vị nhé. Và những tin tức của nóng 24 giờ ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến vấn đề này. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông, nên hôm nay ngày 15 tháng 5 và ngày mai ngày 16 tháng 5 ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ sẽ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ C, có nơi sẽ có thể trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là khoảng từ 11 đến 16 giờ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cao với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao từ 35 độ là từ 11 giờ cho đến 16 giờ. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, theo trang Weather Online, trong ngày 15, ngày 16 tháng 5, chỉ số tia UV ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ở mức 8-9, Đà Nẵng ở mức 12, có nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Kính thưa quý vị, vào chiều qua, tại công trình xây dựng của một doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến cho 10 người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng. Dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng xót xa bởi đa phần nạn nhân tử vong đều quê ở các tỉnh miền Tây. Do hạn mặn, dịch bệnh khiến họ không có việc làm, buộc bỏ xứ đi tìm kế sinh nhai và không may đã rơi vào tình cảnh thương tâm này. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cho đến sáng nay, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự Hà Huy Hải, Giám đốc công ty Hà Hải Nga và hai người khác có liên quan. Theo người dân, khi công nhân đang làm việc, bất ngờ bức tường cao 5m, dài 100m đổ sập xuống, vùi lấp nhiều người bên dưới. Hàng trăm cảnh sát cứu hộ dùng xe múc, xe cẩu lật bức tường bị sập để tìm kiếm người. Hiện trường phong tỏa nghiêm ngặt, cách nơi sập khoảng 100m. Công trình sập tường thuộc công ty AV Healthcare Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh tả lót, bình sữa. Diện tích công ty thuê tại khu công nghiệp Giang Điền là hơn 21.000 m². Theo điều tra ban đầu, đơn vị thi công có dấu hiệu vi phạm xây dựng, không có hợp đồng lao động. Hiện công an đang phối hợp với Bộ Xây dựng để giám định hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Vào khuya 14 tháng 5, những người có mặt tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai không khỏi xót xa khi chứng kiến 10 nạn nhân trong vụ sập tường công trình lần lượt được người thân đón về an táng. Nhiều câu chuyện đã được kể lại, có những người vợ, người chồng đã mất nhau mãi mãi. Những người may mắn sống sót cũng không khỏi bàng hoàng, chết lặng trước sự việc đã diễn ra. Bình thường, ngọn gió thì kiểu đang đổ hồ vô vì bụi vô mắt thôi, mình cũng nghĩ y thường bụi. Về xuống mà đâu biết gì đâu, giờ tới đây mới là tỉnh rồi kìa. Nghe mình về tới đây mình mới tỉnh lại. Có lúc mà sập tường thì nghe nó có một cơn lốc. Mà tôi đâu tập trung tôi làm. Nhiều khi tôi làm cái người đi sát bên tôi cũng thấy. Đấy, tôi nghe la lên rồi á. Thì nó đè vô thì tôi thấy tưởng như vậy là tôi nói tôi chết rồi. Mình đứng lỗ cao mà. Thì thấy vậy mình tưởng chết. Thì ra thấy ở bệnh viện này rồi. Tôi trong đầu tôi nghĩ là tôi chết rồi á. Nghĩ sao nghĩ đâu, nghĩ sống đâu. Nghĩ 7-8 mét rồi giờ mình té mình đập lên cũng còn sống nổi không. Mà mình như vậy là quá may mắn. Và xót xa hơn là câu chuyện của hai vợ chồng nghèo quê ở Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, nạn nhân đã tử vong cùng vợ lặn lội lên Đồng Nai thuê trọ lập công trình. Được gần 2 tháng nay thì đã xảy ra vụ việc. Trước thời điểm tai nạn xảy ra, người vợ đang làm chung giàn giáo cùng với chồng. Bà muốn lên đứng chung với chồng nhưng ông Cường không cho. Nào ngờ, đó cũng là lần cuối bà nói chuyện cùng chồng khi bức tường đang xây đổ sập và cướp đi sinh mạng của ông Cường sau đó.
Chứng kiến người chồng chết trước mặt mình, bà Sương chỉ biết khóc nghẹn, nói không thành lời. Và đó chỉ là một câu chuyện trong nhiều câu chuyện đẫm nước mắt khác của cuộc mưu sinh thập tử nhất sinh này. Chúng tôi xin được gửi những lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những nạn nhân xấu số. Kính thưa quý vị, trong các bản tin trước, chúng tôi có thông tin về việc tại Đồng Tháp đã xuất hiện ổ dịch cúm AH5N1 ở hộ bà Trương Thị Mơ, ngụ ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, và có sự lây lan của virus cúm AH5N1 trên đàn gia cầm bán tại chợ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp tổng hợp phòng chống dịch cúm gia cầm. Và trong diễn biến mới nhất liên quan đến vấn đề này, mới đây, ngành chức năng vừa phát hiện thêm 17 mẫu gia cầm bày bán tại các chợ nông thôn dương tính với cúm AH5N1 thuộc huyện Thanh Bình, thị xã Hồng Ngự. Cảnh báo nguy cơ lây lan của virus cúm trong môi trường rất cao, không chỉ đe dọa đến vật nuôi mà còn có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của con người. Ngành chức năng Đồng Tháp chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ các sản phẩm gia cầm xuất nhập vào chợ. Tất cả các sản phẩm gia cầm phải đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng nơi buôn bán giết mổ gia cầm. Tại khu vực giáp ranh biên giới, công tác kiểm soát càng phải chặt chẽ hơn. Khuyến cáo các hộ dân buôn bán giết mổ gia cầm tại các chợ cần thực hiện các bước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có biện pháp xử lý chất thải gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tại Mexico, có đến hơn 100 người chết vì ngộ độc rượu bia, nguyên nhân xuất phát từ việc do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nguồn cung rượu bia đã thiếu hụt tại Mexico. Nhiều người đã tự pha trộn rượu và tử vong đáng tiếc là do ngộ độc. Chỉ trong 2 tuần, đáng buồn hơn là số ca tử vong tăng đột biến sau sự kiện Ngày của Mẹ ngày 10 tháng 5. Nhiều gia đình tổ chức lễ kỷ niệm và sử dụng rượu bia tự chế. Thành phố Chicoloapa của Mexico buộc phải ban bố tình trạng sức khỏe khẩn cấp sau khi 17 ca tử vong được báo cáo là do uống các loại đồ uống pha trộn. Hôm qua tôi đã đưa con trai đi khám khi cháu kêu bị mệt. Sau đó con tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Mắt cháu đã bị mù. Theo chính quyền các địa phương có bệnh nhân ngộ độc rượu, một loại rượu của người dân bản địa có tên là Rifenui có chứa nhiều hóa chất nguy hiểm như methanol, đây là nguyên nhân gây ra ngộ độc rượu. Tất cả các bệnh nhân nhập viện đều có chung triệu chứng và tất cả họ đều bệnh sau khi uống rượu trộn, rượu tự pha. Rất nhiều bệnh nhân đã tử vong khi không được điều trị kịp thời. Trong những ngày này, người dân Mexico đã tìm đến các loại rượu tự pha trộn do các nhà máy lớn sản xuất bia rượu như là Heineken và Cuervo Modelo đã buộc phải dừng sản xuất do không phải là những mặt hàng thiết yếu theo quy định của chính phủ. Tại Việt Nam cũng có rất nhiều người thích tự pha trộn thêm một số thành phần khác vào rượu bia để tăng hương vị. Thậm chí là giới trẻ cũng chạy theo trào lưu pha chế những thức uống có cồn theo cách lạ, đa màu sắc. Và điều này là hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc cao. Đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh gửi đến nhiều người. Tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức phức tạp, mưa nắng thất thường, chồng lốc nguy hiểm, hạn mặn bổ vây ở nhiều tỉnh miền Tây đến đỉnh điểm chưa hề có trong lịch sử, gây ảnh hưởng về đời sống, sản xuất của con người và ngay cả đến môi trường thiên nhiên, trong đó có rừng phòng hộ ven biển, có ý nghĩa rất quan trọng về an ninh quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái tại tỉnh Sóc Trăng bị đe dọa. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, hơn 1,5 hectare rừng nước mắm phòng hộ ven biển ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Sóc Trăng bị xuống lá chết khô. Nguyên do là vì đâu? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Theo ghi nhận, khu vực có rừng bị chết nằm ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Hiện tại diện tích rừng do Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu quản lý đang dần chết khô, ước khoảng 1,5 hectare. Còn khu vực 175 hectare rừng do Kiểm Lâm quản lý thì đang chết khô dần, chưa thống kê được. Hồi trước mà khi có cái dự án đê biển á, thì cái rạch dòng chùa Hồ Bể thì nó còn lưu thông, thì cái rừng này, hiện trạng rừng này rất là tốt. Sau khi cái dự án đê biển, nâng cấp đê biển giai đoạn 1 là đắp ngang cái khu vực cái Hồ Bể thì cái hiện tượng thiếu nước nó bắt đầu dần dần. Thì cao điểm nhất là hồi năm 2019, thì khoảng tháng 8 năm 2019 là cây nó có hiện tượng rụng lá. Nguyên nhân là do thiếu nước để nuôi rừng. Cả nước sông và nước biển đều không lên đến gốc rừng. Người dân cho biết từ khi thi công công trình nâng cấp đê biển, đắp đập ngang rạch Hồ Bể, dòng chùa và xây dựng lại cống Năm Đoàn vào năm 2017 đến nay làm cho nước biển không vào được rừng. Vậy coi như là trước đây đó là cái rừng nước này là nước không bao giờ không có nước, nó ngập từ cái đầu gối hoặc giả là nửa chân rồi.
nước thấp lắm mà khỏi tới mắt cá, là nước lớn là nó hay vậy. Coi từ nguồn đó rồi, rồi con giống cá tép rồi hen, coi như là cô bác cũng sống cũng tạm sống được khỏe. Nhưng mà từ gửi đắp đó rồi mấy năm nay rồi, thu luôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã có văn bản chấp thuận cho việc lấy nước từ kênh khu vực 175 hectare rừng qua để nuôi với hình thức đào kênh, xả tràn mặt. Tuy nhiên trên thực tế, không thể thực hiện, Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã có buổi họp để bàn ra các giải pháp đi đến thống nhất về các biện pháp hữu hiệu nhất trong việc cứu rừng. Hy vọng với sự chung tay của các cấp chính quyền, những cánh rừng đang xuống lá sẽ sớm được giải cứu.